Cái điều mà để cho tôi day dứt trong lòng và đau đớn mãi cho tới bây giờ, nhắc tới là tôi trái tim tôi như bị bóp lại. Nhưng mà hỡi ơi, lòng mình thì muốn mà sự việc nó không cho mình thuận tiện. Do đó mà tôi vẫn chưa được nhìn mặt trong phút cuối. Giới nghệ sĩ khóc nghẹn tiễn biệt con trai Minh Cảnh qua đời vì lý do đau đớn, tưởng nhớ ca sĩ Nhật Sơn. Vũ Minh Sơn, con trai út của nghệ sĩ Minh Cảnh đã mất vào lúc 3 giờ ngày 14 tháng 9, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên nhân vụ án là do ghen tuông trong tình yêu. Ca sĩ Nhật Sơn sinh năm 1981, tên thật là Vũ Minh Sơn, là con trai út của nghệ sĩ Minh Cảnh với người vợ đầu tiên là Kiều My. Vào lúc 19 giờ tối ngày 14 tháng 9, gia đình đã tiến hành khâm liệm. Nghệ sĩ Minh Cảnh nhận được tin trong niềm đau xót, khi đó ông đang ở Mỹ, tuy đau đớn nhưng không thể nào trở về Việt Nam trong thời điểm đó. Kể lại với giọng nói nghẹn ngào, nghệ sĩ Bích Hạnh, người dì thứ ba của ca sĩ Nhật Sơn cho biết: "Cha mẹ Sơn ly hôn từ lúc cháu còn nằm trong bụng mẹ. Chị ruột của tôi là nghệ sĩ Kiều My lúc đó rất đau buồn. Sơn 6 tuổi thì chị tôi cũng qua đời. Sơn có được cha rước về sống chung vài năm nhưng sau đó về với tôi bởi vì không chịu được cảnh mẹ ghẻ với con chồng." Được biết, nghệ sĩ Minh Cảnh và nghệ sĩ Kiều My có với nhau 5 người con, sau đó chia tay, các con sống cùng với mẹ. Chị Phượng, con gái lớn, cũng từng đi hát với nghệ danh Kiều Minh Phượng trong một thời gian ngắn, hiện tại đã định cư tại Malaysia, chị cho biết. "Sau khi mẹ mất, ba Minh Cảnh đón tôi và Nhật Sơn theo ông về và còn đi hát nữa. Còn anh em, Nhi, Tâm Hoàng ở lại nhà ngoại. Bây giờ ba ở Mỹ chữa bệnh tim, sức khỏe không cho phép và lại giấy tờ cũng rất khó khăn nên lực bất tòng tâm, không thể nào về dự. Ông giao cho tôi chu toàn mọi việc ở Việt Nam." Chị Phượng cho biết, sau khi sống chung với ba được một thời gian thì Nhật Sơn muốn ra ngoài sống riêng về nhà ngoại, vì vậy đã được cha cho phép. Nguyên nhân về sự ra đi của nam ca sĩ Nhật Sơn ở tuổi 33 là vì anh bị người yêu đồng tính xử lý tại nhà riêng do ghen tuông. Hắn ta tên là Đạt, từng có vợ, hai người sống với nhau trong một căn nhà trọ tại xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn. Vào tối ngày 13 tháng 9, Đạt đi mượn tiền ở nhà người cháu để trả tiền phòng trọ, đến rạng sáng hôm sau thì mới trở về. Do nghi ngờ Đạt đi đêm với người khác nên ca sĩ Nhật Sơn đã lớn tiếng mắng chửi Đạt, cho rằng mình bị xúc phạm, lại đang nổi cơn giận, cho nên Đạt đã uýnh Sơn một cái, hai bên dẫn đến ẩu đả. Vì Nhật Sơn muốn chạy ra ngoài nhà bà chủ trọ kêu cứu, thế nên Đạt đã bực quá, hóa giận và đã xiên anh ba lần. Dù đưa đi bệnh viện ngay sau đó, nhưng ca sĩ Nhật Sơn không qua khỏi. Cuộc đời của nam ca sĩ tài danh đã chấm dứt trong tiếc nuối từ đó. Tên người tình kia bóc lịch 20 năm trong sự hối cải, dù đã đến nhà xin lỗi nhưng gia đình của nghệ sĩ Minh Cảnh không gặp. Nhật Sơn là người con trai duy nhất theo nghề của cha, anh lên diễn từ năm 9 tuổi. Ban đầu đặt nghệ danh là Cảnh Sơn, ghép với tên ba Minh Cảnh. Tuy nhiên sau này anh đã tự đổi ý thành Nhật Sơn vì không muốn dựa hơi cha mình mà muốn được khán giả công nhận bằng năng lực thực sự. Nghệ sĩ Lệ Thu, em ruột của nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy cho biết: "Sơn sống rất chân thành, hòa đồng, Sơn không che giấu mình là người đồng tính, Sơn và Đạt sống với nhau đã 3 năm, thật tội cho Sơn, từ nhỏ đã thiếu đi tình yêu thương của cha mẹ, lớn lên lại không được thành công trên con đường ca hát như cha, nhưng Sơn vẫn rất yêu nghề, âm thầm gắn bó với sân khấu." Năm 2009, Sơn có tham gia cuộc thi tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh đến vòng bán kết. "Hay tin Sơn mất, tôi đau lòng thực sự." Vào năm 2022, nghệ sĩ Minh Cảnh lần đầu chia sẻ: "Đó là điều mà tôi đau đớn nhất. Rất nhiều nước mắt đã rơi trong quá khứ. Tôi khóc vì tủi thân. Mẹ mất, con mất, nhưng tôi chẳng thể nào về." Nghệ sĩ Minh Cảnh sinh năm 1937, tên thật là Nguyễn Văn Cảnh. Ông sinh ra trong một gia đình nghèo đông con tại Chợ Lớn. Hồi nhỏ đã đi lượm ve chai, bán bánh cam, chuối chiên để kiếm tiền. 22 tuổi, trong một lần đi bán bánh ú dạo tại lễ giỗ tổ sân khấu cải lương, ông đã được nghệ sĩ Văn Được giới thiệu lên sân khấu thử sức với 6 câu vọng cổ của bài Lá thư người chiến sĩ, từ đó phụt sáng trở thành ngôi sao. Được mệnh danh ông Hoàng Cải Lương, đệ nhất danh ca vọng cổ, không chỉ hát hay mà còn rất giỏi võ. Nổi tiếng với các bản Võ Đông Sơ, Mưa trên phố Huế, Lương Sơn Bá, Trái sầu riêng, ghép cặp ăn ý với nghệ sĩ Lệ Thủy, Mỹ Châu. Sau này, ông tách ra lập đoàn hát riêng. Làm một cái bài ca đó của tôi như vậy là phải 3,5 lượng vàng. Tuy vậy, ông lại phải giã từ sân khấu khi sự nghiệp đang trên đỉnh cao. Trong lần trình diễn tại Bình Dương, khi đang bay lượn trên bầu trời thì dây nối bị đứt, Minh Cảnh rơi xuống đất. Dù may mắn thoát nạn, nhưng nam nghệ sĩ bị thương rất nặng và mất rất lâu để chữa trị. Tôi đâm xuống vậy đó là cái bên hông của tôi đó đập mạnh vào cái mặt của sân khấu đó.
cho nên tôi bị trật cái xương chậu, không đứng được, không đi được, tôi bất tỉnh liền. Trời ơi. Là đúng 29 ngày. Từ gọi chết trở về, ông bầu kiêm kép tránh Minh Cảnh đã lâm vào cảnh túng quẫn, nợ nần, không còn tiền đong gạo trả lương cho nghệ sĩ của đoàn Kim Trung 2. Cuộc đời ông đã từng cho ông bao nhiêu thì bây giờ lại lấy sạch tất cả. Minh Cảnh thường vào những vai như nhân vật bất hạnh, cô đơn, bần hàn, tử vì đạo, chết vì tình, sống quân tử, như Trần Tự Tâm, Bách Kiếm Vương Hổ Vũ. Cuộc đời nghệ sĩ, ông không khác gì trong vai diễn. Rời sân khấu, ông đã quay về Long Xuyên, Sóc Trăng, Cà Mau và mở một quán nhậu cho nhau nghe, hát sâu đám cưới, đám ma trong suốt một thời gian dài, lận đận mưu sinh. Minh Cảnh phát hiện mắc bệnh tim vào năm 2005, được người vợ thứ hai tên Minh Tuyết đưa sang Mỹ chữa trị, sau đó định cư. Trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật, giai đoạn con trai Nhật Sơn qua đời vào năm 2013, ông không còn cách nào khác, chỉ nuốt nước mắt nhìn từ xa. Mãi đến năm 2018, ông mới về để lo liệu chuyện gia đình tại Việt Nam. Cho đến hiện tại, nghệ sĩ Minh Cảnh vẫn đang sinh sống ở Mỹ. Dù tuổi đã gần 90 nhưng sức khỏe của nam nghệ sĩ vẫn rất tốt, minh mẫn, hài hước khi trò chuyện cùng với mọi người. Ông có 5 người con nhưng đều ở xa nên hiện tại đang sống chung với gia đình của một fan hâm mộ, cũng là học trò của ông an hưởng tuổi già. Tuy nhiên do mắt kém nên Minh Cảnh không thể nào nhận ra một số người quen. Thế nhưng nam nghệ sĩ thỉnh thoảng chạy show, phục vụ khán giả tại nhiều nơi, mong muốn cống hiến, được sống hết mình trên sân khấu, chết trên sân khấu. Tháng 7 năm 2023 mới đây, ông mới tái xuất trong một đêm diễn tại Việt Nam. Dù ở tuổi 86, giọng ca không còn khỏe khoắn như trước nhưng ông luôn cố gắng nhất có thể. Minh Cảnh không thể nào đứng lâu, phải ngồi giao lưu với khán giả. Đồng thời, ông bày tỏ vẫn không ngừng học hỏi, trau dồi vốn sống. Cho đến bây giờ, tôi vẫn phải học từ các nghệ sĩ trẻ, những người trẻ. Họ giỏi là tôi học, thậm chí tôi học từ những đứa nhỏ. Theo đó, nói về lý do ở tuổi U90 vẫn đam mê đi diễn, nghệ sĩ Minh Cảnh tiết lộ. Do ông biết ơn khán giả vẫn yêu thương và trân trọng mình, ông thấy mình có trách nhiệm và mang ơn người hâm mộ cả đời. Tôi sẽ không bao giờ quên đi sự nuôi dưỡng của khán giả, chính họ là người nuôi dưỡng các anh em nghệ sĩ. Vì thế mỗi lần biểu diễn tôi đều ước sao, nếu có sơ suất xảy ra, mong khán giả dung thứ và chấp nhận. Ông nghẹn ngào. Minh Cảnh nói một ngày của ông ở Mỹ trôi qua rất đơn giản. Nếu không phải đi hát hoặc ra ngoài gặp gỡ bạn bè, nghệ sĩ U90 chỉ quanh quẩn ở nhà, tụng kinh niệm Phật. Thói quen này đã được ông duy trì suốt 40 năm qua, nhờ vậy tinh thần luôn bình an và nhẹ nhàng. Minh Cảnh tâm sự, tại tuổi này ông không nuông chiều bản thân mà luôn sống kỷ luật để bảo vệ sức khỏe. Tôi áp dụng chế độ ăn uống hợp sức khỏe, tránh dầu mỡ, bia rượu. Nếu bạn sống lành mạnh, cơ thể sẽ lắng nghe và khỏe mạnh. Ông nói, trở lại sân khấu Việt Nam sau 18 năm xa cách, Minh Cảnh đã không giấu được sự bồi hồi và xúc động. Tại tuổi U90, ông cảm thấy vô cùng may mắn vì nhiều khán giả vẫn còn nhớ và yêu thương. Đối với ông, khán giả chính là bầu trời không khí giúp cho ông thở và sống. Nghệ sĩ cảm nhận được phố phường Việt Nam ngày càng đông đúc, tấp nập, nhưng ông thấy được sự gần gũi và thân thuộc khi được đặt chân lên mảnh đất quê hương mình. Minh Cảnh cũng đã tới mộ của người vợ đã khuất là nghệ sĩ Kiều My, tức là mẹ ruột của ca sĩ Nhật Sơn. Nghệ sĩ Minh Cảnh xúc động, nghẹn ngào và nói, trời ơi, ai có thể ngờ được, thấm thoát đã trên 80 năm rồi. Nhìn di ảnh em trên mộ, anh lại xúc động vô cùng. Mong linh hồn của em chứng giám cho các con bình an vô sự, gặp được điều lành. Cầu cho cả gia đình, hàng xóm của mình tại Lê Lai được bình an. Còn anh đi đến đây cũng là đoạn cuối đời rồi. Anh chẳng biết ngày nào sẽ trở về hư vô cát bụi. Anh giờ đây không hề tiếc nuối, ham muốn điều gì nữa. Chỉ mong sao, về Tây Phương, được về bên gia đình. Sau khi từ Việt Nam trở lại Mỹ, Hoàng đế Vọng Cổ đã 3 lần nhập viện vì bệnh tim tái phát, phổi ứ máu và tiểu ra máu. Tuy vậy, ông vẫn nói, nếu được về, vẫn sẽ về tiếp, vì nơi đó mới được sống là chính mình. Nam nghệ sĩ hy vọng mình có thể qua đời tại Việt Nam, nơi chôn rau cắt rốn của chính mình. Hy vọng ông sẽ luôn giữ được sức khỏe, khỏe khoắn và phục vụ cho khán giả trong những ngày kế tiếp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng lắng nghe bản tin của kênh tin tức Lóng Lánh Hoài Niệm. Mong rằng các bạn hãy để lại những bình luận góp ý để cho kênh phát triển hơn nữa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!